Những vị thần trên đỉnh Olympus đã bỏ mặc tôi. Giờ chả còn hy vọng gì nữa rồi. Và cứ như thế Kratos lao mình xuống từ ngọn núi cao nhất trong tất cả những ngọn núi ở Hy Lạp. Sau 10 năm sống trong sự dày vò, 10 năm sống trong những cơn ác mộng, nó cuối cùng đã tới lúc kết thúc. Cái chết hẳn là thứ giúp anh ta có thể thoát khỏi sự điên rồ này. Nhưng không phải lúc nào việc cũng theo ý mình muốn. Biển Aegean vào 3 tuần trước đó, Kratos lại một lần nữa trở thành nhà vô địch của những vị thần. Vào 3 tuần trước đó, bọn quái vật dơ dẫy, tao sẽ gửi bọn mày trở lại địa ngục sâu thẳm của Hades.
xa ra, tránh xa người tôi ra. Tôi biết anh là ai sợ pha tai. Tôi biết anh đã làm những gì. Tôi phải chết còn hơn được cái loại người như anh cứu giúp. Yeah.
là anh đấy sao? Lời tiên tri, chúng là có thật. Các vị thần đã tới chỗ tôi, nói với tôi rằng sẽ có một nhà vô địch tới đây và cứu chúng tôi khỏi hai đời. Nhưng anh đến quá muộn rồi. Chúng tôi đã bị hạ hết rồi. Đằng sau anh kìa, bọn sinh vật đó, chúng chả biết đến từ đâu. Chúng đã phá hủy tất cả những con tàu, tất cả những hy vọng của chúng tôi mất sạch rồi, sợ pa tan. Ngay cả với anh. Làm ơn, ai đó hãy giúp chúng tôi thoát khỏi đây với. Tìm chìa khóa đi, tìm cái chìa khóa đi. Chúng đang tới kìa. Không, không. Cho chúng tôi ra, cho chúng tôi ra. Cửa để vào buồng của thuyền trưởng, nhìn có vẻ nó đã được khóa chặt. Tiếng phát ra từ cánh cửa, đây hẳn là nơi mà những người phụ nữ đã cố gắng trốn thoát khỏi sự hỗn loạn này.
Chúa tể voi xe đo cờ ra tốt. Trước khi anh tới chỗ Athens, có một nhiệm vụ anh phải hoàn thành trước. Con quái vật này tên là Hydra. Nó đã oanh tạc ở biển của tôi quá là lâu rồi. Kỹ năng của anh thật đáng để ngưỡng mộ, nhưng anh vẫn sẽ cần sự giúp đỡ. Anh sẽ cần sức mạnh từ các vị thần. Hãy lấy vũ khí này đi cờ ra tốt. Hãy lấy sức mạnh này và sử dụng nó để đánh bại kẻ thù của ngươi. Sánh bước cùng với những vị thần đi cờ ra tốt. Hãy ra ngoài đó vì thanh danh của đỉnh Olympus. Lùi lại. Hãy đuổi chúng ra khỏi con tàu đi. Tại sao chúng không chết thế? Đó là do con to nhất. Nó cứ hồi phục cho những con khác. Đáng sợ quá đi mất. Không, tôi. Chúa ơi. Không, chúng ta sẽ không bao giờ thoát được khỏi đây. Chết rồi, chúng ta chết chắc rồi. Tất cả chúng ta sẽ chết mất thôi. Xoay xe đó. Hãy cứu tôi. Trời ơi. Ai đó hãy cứu. 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 Cứu ai đó cứu tôi với. Thank you.
cứu ai đó cứu tôi với. Làm ơn có ai cứu tôi với. Có ai không? Làm ơn có ai cứu tôi với. Làm ơn có ai cứu tôi với. Làm ơn có ai cứu tôi với. Cứu tôi, Chúa ơi hãy cứu tôi. Cảm ơn anh. Cảm ơn Chúa anh đã quay lại vì tôi. Tôi không quay lại vì cái bản mặt của ông. Không. Rợ như một con súc vật. Những nạn nhân đang nằm trước mặt của anh ta. Nó gợi nhắc về quá khứ của bản thân, một quá khứ mà anh ta chả bao giờ thoát ra khỏi. Niềm vui duy nhất của anh ta là trên biển cả, không ngừng đi từ bến cảng này sang những cái tiếp theo, trong việc phục vụ những vị thần trên đỉnh Olympus. Tất cả những hy vọng của anh ta đang được đặt cùng với họ. Dù có uống bao nhiêu rượu hay đưa được bao nhiêu phụ nữ lên giường đi chăng nữa, không có gì trên cái trái đất này có thể giúp anh ta thoát khỏi sự kinh tởm đang cản trở trong suy nghĩ của anh ta. Athena! 10 năm rồi đấy Athena. Tôi đã tin tưởng mà phục vụ cho các vị thần 10 năm rồi.
Khi nào thì bà mới giải thoát cho tôi khỏi những cơn ác mộng đây? Chúng tôi yêu cầu một nhiệm vụ nữa từ Angkor ra tốt. Một thử thách tuyệt vời đang chờ anh ở Athens. Hiện giờ thì anh trai của tôi, Ares, đang chiến đấu. Như chúng ta đã nói, Athens hiện đang trong bờ vực của sự diệt vong. Đó là vì ý định của Ares mà làm thành phố tuyệt vời của tôi phải vùng vỡ. Giúp đã ngăn cấm tất cả những vị thần có kế hoạch chiến tranh với những vị thần khác. Đó là lý do tại sao nó phải là Angkor-Thaton. Và nếu như tôi có thể làm việc này, việc giết một vị thần, vậy thì lời tiên tri, chúng sẽ kết thúc chứ? Chỉ có con người được huấn luyện bởi những vị thần mới có cơ hội để đánh bại Ares. Hãy hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng đi, và những quá khứ đang đeo bám anh sẽ hoàn toàn được tha thứ. Hãy có niềm tin cờ ra tốt, những vị thần sẽ không bao giờ quên những người đã giúp đỡ họ đâu. Bỏ lại xác chết thối rữa của hai đờ ra lại phía sau, cờ ra tốt lại dương buồn ra hơn vì một thử thách vĩ đại và sự điên rồ được giải thoát cũng đang trên con đường phía trước ở một thành phố của người cổ đại, thành phố Athens.